bài quyền tự do con người đó là em hỏi nội em, thì bà nội bà nói như vậy đó. Thì anh nghĩ đi, ngày xưa cái quyền tự do con người nó có được thoải mái như bây giờ không anh Bình? Hồi xưa mà coi như mà chỉ có hát cái bằng nhạc mà coi như là nó mang tính cách của là coi như là ở bên cộng sản đó nha, nó mang tính cách giúp á, là họ đã là coi như là giết rồi đó, chứ không phải bây giờ mà như mà hát bằng những bằng nhạc của Trúc Hồ mà coi như mà quyền tự do quyền con người đó, coi như bị đạp lời sông núi rồi đó, đó. Thì Hồi xưa bây giờ nó coi như là nó giết á, bắt nó coi như là giết hết đó, bỏ tù hết đó. à, hồi đó đó anh nói anh nghe nè, hiện tại giờ tại thằng Nguyễn Duy Đăng đó nó thích bài quyền tự do con người. Em mới hỏi anh, ngày xưa mình đi lại có khó khăn hơn bây giờ không anh Bình? Bữa nay tự do hơn hồi trước nhiều. Dạ vậy đó, mà nó đòi quyền tự do con người, nó đòi quyền tự do con người chứ. Em xin phép anh, cái chương trình anh nó là em nói chuyện là không có chửi thề chứ thằng này, nhưng mà thật sự nó là thật là thằng mắc dạy bại não. À, anh Bình Hồ em cảm ơn. Ok, rồi coi À, dạ. ơn tại ông nhiên. Ok, để coi như đây có gì hỏi nữa không? Dạ thì em hỏi vậy đó, bây giờ thì hiện tại giờ anh thấy cái đất nước Việt Nam mình có tự do hơn ngày xưa không? Quá nhiều hơn hồi xưa rất nhiều lắm, quá nhiều Dạ. tự do, quá Tại nhiều mà vì bây giờ đất nước bây giờ quá tốt đẹp rồi. anh Từng Bình à, mỗi khi hàng anh ngày Bình á, mỗi khi anh sao anh Bình nói đi. hàng ngày á là chúng ta là cầu cho đất nước hàng ngày nó tiến bộ lên, thành khi mọi người họ hỏi á bây giờ cái đất nước này anh hài lòng chưa, nó thực ra con người mình chưa có hài lòng đâu, con người mình nó tham vọng lắm. Dạ đúng rồi ạ. Ngày hôm nay coi mình chạy một chiếc xe máy đấy, hồi xưa tôi á, như tụi tôi mà chạy một chiếc xe đạp á, mà đạp mà coi như là xe Nhật á là ngon lắm á, là coi như khỏi bị trật xe dọc đường á, là ngon lắm. Bây giờ có xe máy rồi, họ vẫn đòi xe là coi như là ô tô, rồi đến xe ô tô bắt đầu họ đòi máy bay đó, con người nó tham vọng kinh khủng lắm. Em nói anh nó còn làm con người ta, người Việt Nam mình á rất là tham vọng, làm nói chung là con người mình rất là tham vọng. Giá tỷ em có căn nhà đi thì em hay mơ ước tôi thấy mua thêm vài căn nữa làm chi, đặng chi tôi đầu tư tôi cho thuê đặng tôi kiếm tiền tôi sống việc về già, đúng không anh? Con người mình rất là tham vọng bởi vì mình gắng cố gắng mình làm. Anh Bình cho em hỏi thêm cái thằng này nữa nè, khi mà anh ở bên hải ngoại ở bên Mỹ hiện tại bây giờ, khi mà anh lên nói cái tiếng công bằng cho một người dân yêu nước thì anh Bình có thấy gặp khó khăn những gì người ta chửi anh, như là hiện tại như là Sophie Ngọc Nguyễn rồi David Lê đồ đang Đồ đang tôi nói thiệt với anh là thằng như á, đồ tụi hắn là coi như nothing, dạ không có gì với tôi hết đó, thấy em cuộc thấy sống tôi họ bình yên hết họ đó. không có trái tim, họ sỉ nhục anh đó, em rất là buồn. Nó thật sự em rất là buồn, em buồn lắm. Tại vì có một ông anh Việt kiều mà Mỹ mà nói lên tiếng yêu nước mà chân chính gì, anh làm cho em gái thật là xúc động. Em cũng mong qua cái chương trình của anh Bình Hồ thì em cũng mong nhiều anh chị em Việt kiều Mỹ như anh Bình đây nói lên những cái tiếng nói cho cái đất nước mình, là nói những cái công bằng như vậy. Em rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em cảm ơn anh Bình lắm. Tôi Dạ nói vậy cho thôi. tự nhiên mới coi như tất cả quý vị nghe này, Dạ. như con sofa Ngọc Nguyễn á, hay Dạ. là coi như là David Lê đó, Dạ. đối với tôi là coi như nằm đây nằm Dạ. là cái gì đó, những Dạ. đứa đó nó coi như là bài nào thôi, không có gì hết á, Dạ. Thì nên em thấy những dạ, đừng nói có đi anh lo Bình. tôi. Tôi phải sống những người mà coi như phải là có đầu óc và trí thức á, vì dám là chơi tôi được và dám mà nói chuyện tôi được, Dạ. còn cái tuổi đó là không có gì, con số phận nguyện là con trời ơi đất hỡi, mới Con bại não. con là Con coi như bại con não. được hẳn là tâm thần là coi như là
là tâm thần, coi như gọi là coi như con người hẳn tâm là thần không bảy ra đảo gì à? luôn, không có Dạ ra gì luôn. thì em cảm ơn anh Bình cho em một cái từ để đặt cho cái bọn nó là bại não. Họ hiện tại giờ cái đám mà con sâu Phi Ngọc Nguyễn với thằng Cao Viết Lê nó rất là cay anh cái từ bại não á, nó đang cay anh cái từ bại não, anh đặt cho nó từ bại não rất là hay, em cảm ơn anh. Thôi em lên chia sẻ sao Ok, em cảm chia ơn. sẻ tới đây thôi, còn mà bao nhiêu thì em nhường cái lại cái chương trình này cho anh mời bà con khác nha anh Bình. Rồi, cảm Em chúc ơn. anh Bình nhiều sức khỏe. Lời với coi như Lục đã rèn, Lục phá rèn, Lục phá rèn. Ok. Anh nói cho chúng tôi biết tại sao người Việt ở hải ngoại có một số người chống phá đất nước. Cái sau rồi câu sau tôi đọc rồi tôi biết rồi. Bây giờ tôi trả lời á, họ muốn chống phá đất nước á là do cái mà coi như họ họ thù hận của là coi như một cái thể chế trước nay, như họ có cái quyền lợi của là cấp cấp ủy, cấp tả, cấp tướng, bây giờ họ mất đi hết. Chứ họ qua là coi như họ họ ăn những đồng tiền mà coi như mà của người Mỹ và dân Mỹ ở nuôi, thì thành nó coi họ mất đi quyền lợi, họ thu hơn tới chứ có gì đâu. Nhưng mà lớp trẻ đây á, vừa rồi tôi nói chuyện với coi như John á, lớp trẻ đây đâu có quan tâm gì mà coi vấn đề mà đất nước Việt Nam, hay là coi quan tâm về mà vấn đề mà trả thù đâu đấy. Còn những còn lại những cái loại bài nào để mà coi như mà họ là chưa chấp nhận cái thù hận với quái đỏ thôi, chứ không có gì hết á. Dần dần hả, coi như họ cũng chấp nhận cái chuyện đó. Con tôi trẻ đây, như con tôi là coi như dụ như John cũng coi như gần 50 tuổi đó, 50 tuổi đó, họ đâu có cái nghĩ cái gì đâu mà coi như ở Việt Nam đó. Con chỉ có cái đảm đó, coi như giống như coi như David Lê là coi như từng thải bên này trường, mấy đứa đó bài não thôi, trước sau hàng bài não thôi.